Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng, các lực lượng làm nhiệm vụ tại nhiều chốt kiểm soát, chốt chặn tại cửa ngõ ra vào các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đang ngày đêm căng mình ứng trực 24/24 giờ. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ việc một người đàn ông ở Quảng Trị bị một đối tượng dùng súng bắn tử vong. Phản ánh của khán giả Hương Lài có số điện thoại 0943 3 số cuối 559. Cảnh báo tình trạng trẻ em miền núi ra sông lấy nước vào mùa khô hạn. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thiện có số điện thoại 0989 3 số cuối 789. Hiện nay mỗi khi ra công viên Hồ Vị Xuyên hay lên đê đường Trần Nhân Tông, thành phố Nam Định, rất dễ bắt gặp cảnh người dân dắt theo chó đi dạo mà không đeo dọ mõm. Chia sẻ của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, nông sản, trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của khán giả Phạm Thị Xuân có số điện thoại 0338 3 số cuối 553. Thưa quý vị, vượt qua những thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, các lực lượng làm nhiệm vụ tại nhiều chốt kiểm soát, chốt chặn các cửa ngõ ra vào ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đang ngày đêm căng mình ứng trực 24/24 giờ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Song song với kiểm soát các cửa ngõ ra vào tại các địa phương, việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho tất cả hộ gia đình trên địa bàn có các ca dương tính được thực hiện gấp rút. Tất cả các nhiệm vụ đang được các địa phương ở Hà Tĩnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 lây lan. Tính đến trưa ngày 10 tháng 6, Hà Tĩnh có 14 ca dương tính với COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID, nhất là khi xuất hiện thêm các ca bệnh trong cộng đồng, các địa phương Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt mạnh mẽ các giải pháp phòng chống dịch. Trong đó có biện pháp thiết lập vùng cách ly y tế theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai lập các chốt kiểm soát kiểm dịch tại nhiều cửa ngõ ra vào các địa bàn trong tỉnh nhằm đảm bảo kiểm soát 24/24 người và phương tiện ra vào các cửa ngõ. Tại đây, thì các lực lượng này đã trực tiếp lấy thông tin khai báo y tế, đo thân nhiệt cho tất cả các công dân vào trên địa bàn. Qua đó hỗ trợ công tác truy vết khi có diễn biến dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, đồng thời yêu cầu thực hiện các quy định về đảm bảo y tế khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Các lãnh đạo phụ trách phải thường xuyên kiểm tra và tăng cường bố trí nhân lực tại các chốt kiểm soát. Những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, An Giang phối hợp các ngành chức năng, công an thị xã tổ chức thành lập chốt chặn kiểm soát phương tiện và người lưu thông qua lại tại các bến phà từ biên giới đến nội địa để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại xã biên giới Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh Tiên Giang, lực lượng tham gia chốt chặn thực hiện kiểm soát chia thành 3 ca, có nhiệm vụ thực hiện sát khuẩn, kiểm tra việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế đối với những người vào địa bàn. Đối với người dân, bản thân tôi với bà con ai cũng đồng tình để ủng hộ và làm theo là cái lời hướng dẫn của bên tổ phòng chống dịch bệnh. Thì theo tôi thấy thì cái tổ y tế này cũng anh em cũng là tận tình đối với bà con từ bến đò đi lên, với những người ở sớm thì cũng giải thích rồi hướng dẫn tận tình với bà con để cho bà con hiểu biết gì. Đối với người dân thì ai cũng đều chấp hành. Hôm nay là mình đi ở trên từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vĩnh Sương làm có công việc. Thì làm việc thì khi mà qua cái bến phà Hồng Ngự Vĩnh Sương á thì thấy mấy anh chị đây là lập cái chốt ngay trên đầu phà, vậy là rất là chặt chẽ, là tốt. Mình vô thì đa số thấy là mọi người đây là đều chấp hành khai báo đầy đủ, không có vấn đề gì hết.
Thì đây là cái vùng biên mà nên cái công tác này càng chặt hơn nữa càng tốt. Còn bây giờ đa số là ai cũng quan tâm mà nên là nghĩ là ai cũng sẽ chấp hành thôi. Dù trời nắng nóng và bất kể ngày hay đêm, nhưng các thành viên tại chốt đều tham gia chốt chặn trực 24/24, rất nhiệt tình, không bỏ sót người. Mỗi chuyến phà ngang đều hướng dẫn người dân tham gia sát khuẩn, đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế, nhằm không để lọt những người về từ vùng dịch và kiểm soát kỹ các phương tiện giao thông, không để xảy ra ổ dịch tại địa phương. Thì được sự phân công của công an thị xã Tân Châu thì tổ chúng tôi được trực là cái tuyến bến phà bến đò từ Vĩnh Sương, Hồng Ngự. Thì qua công tác chống dịch thì cũng đảm bảo của người dân địa phương thường xuyên tới lui. Thì đúng tiến độ chúng tôi cũng hướng dẫn là sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Còn đối với người dân từ vùng dịch trở về như các tỉnh khác thì chúng tôi có mở tờ khai y tế. Song song với đó, tất cả các bến phà, cửa ngõ chính mà người dân ngoài tỉnh vào địa bàn thị xã đều tổ chức chốt chặn kiểm soát và khai báo y tế nhằm không để mầm bệnh từ bên ngoài vào địa bàn thị xã. Cái điều này là hết sức tốt và rất có ý nghĩa để mà nhà nước bảo đảm cái sức khỏe cho dân. Rồi mọi người đặng yên ổn làm ăn, chứ để cái kiểu mà rầu lo này không có kiểm tra được y tế. Rồi mọi người dân thí dụ có đi đâu phương xa về cũng phải khai báo y tế cho rõ ràng để nhà nước dễ bề kiểm tra cái việc đó, đặng mà làm bảo đảm cho cái sức khỏe an toàn cho mọi người. Để thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thị xã, lực lượng cũng lưu ý người dân khi về địa phương phải đến các trạm y tế xã, phường, nơi cư trú để khai báo y tế đầy đủ theo quy định, cũng như theo dõi tình hình sức khỏe để đảm bảo công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao. Ngày 10 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chi đoàn đồn biên phòng Long Sơn phối hợp với đoàn phường Phước Hòa đã tổ chức hoạt động hỗ trợ tiêu thụ vải thiều cho nông dân Bắc Giang bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với khẩu hiệu kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Các đơn vị đã tiến hành thu mua 900 kg vải thiều của nông dân tỉnh Bắc Giang và bán lại cho người dân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ bằng giá vốn 25.000 đồng 1 kg. Hình ảnh được chia sẻ bởi khán giả Quang Anh, số điện thoại 0963 3 số cuối 233. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình hỗ trợ tiêu thụ 40 tấn vải thiều xuất khẩu do Cục Quản lý Thị trường và Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai, làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 10 tháng 6 tại 8 điểm trên địa bàn tỉnh bao gồm thành phố Vũng Tàu có 2 điểm tại Cục Quản lý Thị trường tỉnh, tại số 247 đường Lê Hồng Phong và Bánh Khọt Cô Ba tại số 1 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Bà Rịa tại đội quản lý thị trường số 3, số 4 Huỳnh Ngọc Hay, huyện Long Điền tại Bưu điện Long Điền, huyện Đất Đỏ tại Bưu điện huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc tại số 290 quốc lộ 55 thị trấn Phước Biểu, huyện Châu Đức tại Bưu điện Châu Đức, thị xã Phú Mỹ tại chợ Mỹ Xuân. Và đợt 2 sẽ được thực hiện trong tháng 7 năm 2021. Qua hoạt động này nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và đoàn viên thanh niên, góp phần giảm bớt thiệt hại, hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch. Kết quả chương trình kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, các đơn vị đã tiến hành thu mua 900 kg vải thiều của nông dân tỉnh Bắc Giang và bán lại cho người dân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ bằng giá vốn 25.000 đồng 1 kg. Sáng ngày 11 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa một đoạn của đường Lê Hồng Phong, thị xã Quảng Trị để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc dùng súng bắn chết người xảy ra khuya hôm trước. Theo thông tin khán giả Hương Lài có số điện thoại 0943 3 số cuối 559 cung cấp, vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 10 tháng 6, nạn nhân NDH 36 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải tại thị xã Quảng Trị, sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Theo khai báo của người nhà nạn nhân bị bắn bằng súng. Vào thời điểm bệnh nhân nhập viện, mạch không đo được, có vết thương do đạn xuyên thấu vùng hông và còn nhiều mảnh kim khí rải rác khắp vùng bụng. Các y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã hồi sức tích cực và truyền máu.
nhưng đến 23 giờ 30 phút nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Quảng Trị đã giải phẫu tử thi và bàn giao cho người thân để đưa về nhà làm lễ an táng theo phong tục của địa phương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ đã huy động lực lượng truy bắt nghi phạm nổ súng trên. Rạng sáng ngày 11 tháng 6, nghi phạm vụ nổ súng đã đến cơ quan công an trình diện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Để có nước dùng cho sinh hoạt và cả ăn uống khi mùa nắng nóng làm cạn kiệt các giếng nước, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đã ra sông suối lấy nước, dù biết rằng nguồn nước không sạch, trong đó có cả những em còn rất nhỏ cũng tất bật với công việc mưu sinh này. Ghi nhận vào trưa ngày 10 tháng 6 tại con sông Giang thuộc xã Khánh Trung, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, giữa trưa nắng như đổ lửa, đoạn sông nơi đây rất vắng người do chưa đến giờ bà con đi nương rẫy về, tranh thủ nước sông còn trong, hai em nhỏ dân tộc thiểu số còn rất nhỏ, tay cầm can nhựa lội xuống sông lấy nước, trong đó em nhỏ còn đi chập chững, bước chân chưa vững cũng lội nước cùng người anh. Cảnh hai em nhỏ lẻ loi ra sông lấy nước trên đoạn sông rất hoang vắng, luôn tiềm ẩn nguy hiểm nếu xảy ra sự cố trượt té sẽ không ai cứu kịp. Đây là lời cảnh báo đến các bậc cha mẹ cũng như chính quyền địa phương nơi đây. Mới vào đầu mùa nắng nóng, nhưng tại nhiều địa phương đã liên tục ghi nhận những trường hợp trẻ em đuối nước thương tâm. Để hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra đến, đề nghị địa phương nên tuyên truyền đến các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến con em mình. Hiện nay, mỗi khi ra công viên Hồ Vị Xuyên hay lên đê đường Trần Nhân Tông, thành phố Nam Định, vào các buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, giờ người dân đi bộ thể dục, không khó bắt gặp những con chó thả rông giữa dòng người ngược xuôi. Dưới chân người, những con chó Tây, chó ta thả rông không đeo dọ mõm, luẩn quẩn chạy theo. Theo khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950 thì tình trạng này làm không chỉ là mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Những ngày thành phố Nam Định nóng bức oi ả, nhiệt độ lên cao, mọi người mong cho nhanh tắt nắng để vào công viên hay lên đê Trần Nhân Tông tản bộ để tận hưởng những luồng gió mát từ mặt Hồ Vị Xuyên hay từ dòng sông Đào để xua đi cái uất do thời tiết cả một ngày chịu đựng. Tuy nhiên mong mỏi ấy không được như ý, bởi những nơi này vẫn có hàng trăm người tụ tập. Lo sợ về dịch Covid-19, lại còn sợ mối đe dọa của những chú chó không đeo dọ mõm thả rông. Ai đảm bảo được rằng những con chó này đã được tiêm phòng? Và khi chó ra đường, không những tạo hình ảnh xấu cho thành phố mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho rất nhiều người. Khi quy định nuôi chó cũng phải đảm bảo tiêm phòng đầy đủ. Nếu có những trường hợp đáng tiếc xảy ra thì chủ vật nuôi phải đảm bảo trách nhiệm của mình. Người nuôi chó phải có cách quản lý vật nuôi của mình để đảm bảo an toàn cho những người khác. Theo khuyến cáo, chó cảnh hay chó nuôi để giữ nhà cũng phải được tiêm phòng cẩn thận. Đặc biệt, nếu thả chó ra ngoài phải đeo dọ mõm, vì không phải lúc nào chủ nuôi cũng được giám sát chó và cũng không thể đảm bảo chó nhà mình luôn ngoan hiền, không cắn người, nhất là vào thời điểm nắng nóng của những ngày tháng 5, tháng 6, dịch dại dễ bùng phát như hiện nay. Để nâng cao nhận thức cho người dân về chăn thả gia súc nơi công cộng, đặc biệt là chó mèo, đã đến lúc không còn cần tuyên truyền nhắc nhở mà các cấp chính quyền địa phương cần phải xử lý vi phạm đối với những chủ nuôi, mang tính răn đe đối với những người dắt theo và thả chó ra công cộng đều là những người có nhận thức chưa cao. Một việc làm không hề khó, bởi địa điểm và thời gian xảy ra vi phạm của người dân là cố định. Cụ thể, công viên Hồ Vị Xuyên thuộc địa bàn phường Vị Hòa, đến Trần Nhân Tông thuộc địa bàn phường Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng và phường Trần Tế Sương. Đi vào các thời điểm đó, cho người ra đồng loạt và xử phạt trực tiếp tất cả chủ nuôi, dù chỉ một lần thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả. Mùa nắng nóng này hay dịch bệnh, bệnh dại cũng rất là nguy hiểm. Và khi để chó mèo chạy ra đường, xe cộ, mọi người sẽ va vào nhau, rất dễ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Việc cho chó ra đường không đeo dọ mõm, không xích là cấm triệt để, sẽ mang lại tính lan tỏa với người dân và mọi người sẽ đồng tình ủng hộ. Nghị định 90 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ có mức phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng đối với các hành vi không tiêm vaccine phòng dại cho động vật bắt buộc phải tiêm, không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người chăn dắt chó ra nơi công cộng. Tuy vậy, trên thực tế, tình trạng chó thả rông, không đeo dọ mõm tự do chạy nhảy vẫn phổ biến ở những khu vực nói trên, gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Đề nghị lực lượng chức năng xử nghiêm những trường hợp vi phạm như thế này để đảm bảo an toàn cho người dân. Làn sóng dịch thứ tư đang lan rộng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Dịch bệnh đang tác động rất lớn đến đời sống của người dân,
đặc biệt là đối với nhà vườn sản xuất trái cây. Dịch bùng phát, nhiều tỉnh thành thực hiện việc giãn cách, phong tỏa, khiến nông sản trái cây không thể xuất bán, dẫn đến tình trạng rớt giá mạnh. Trong các loại nông sản trái cây ở Hậu Giang hiện nay, thì mít Thái là loại trái cây rớt giá mạnh nhất trong những ngày qua. Từng ở mức vài chục ngàn đồng 1 kg, hiện nay mít Thái mua xô chỉ còn ở mức 2-3 ngàn đồng 1 kg. Nếu ở thời điểm giá mít ở mức cao, mỗi trái mít cho thu nhập từ 300 đến 400 ngàn đồng một trái. Nhưng hiện nay, khi giá giảm mạnh, mỗi trái mít chỉ ở mức 20 đến 30 ngàn đồng. Giá rẻ đi kèm với việc thiếu người mua, mít chín không kịp thu hoạch, nhiều nhà vườn đành phải bỏ. Giá mít này chắc do bị gì, cái mùa dịch Covid-19 này quá, chắc ảnh hưởng, thành thử không có đi vận chuyển được các nơi, thành thử nó rẻ. Mà mấy năm mà không có dịch thì nó lên xuống, bà con nông dân người ta thấy cũng trồng thì cũng tạm ổn được, còn giờ có dịch vô rồi, thành thử bây giờ bà con bấp bênh. Dịch Covid-19 bùng phát, hàng hóa không thể lưu thông, không riêng nhà vườn trồng trái cây gặp khó mà các vựa thu mua trái cây cũng đối mặt với nguy cơ lỗ do hàng tồn đọng như trường hợp của anh Huỳnh Công Hậu, chủ vựa trái cây ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, làm nghề thu mua trái cây xuất bán đi các tỉnh thành lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây trung bình mỗi ngày vựa của anh Hậu thu mua và xuất bán về các tỉnh thành lớn từ 7 đến 8 tấn xoài Đài Loan, nhưng gần một tuần nay không xuất được chuyến nào. Ngoài ra, vựa còn gần 30 tấn xoài đã đặt cọc nhà vườn nhưng do dịch bệnh chưa thể thu hoạch được. Tình hình dịch bệnh rồi chợ búa ngoài Hà Nội cũng bán không được. Những hàng mình mua trước mua giá chết của bà con đó, thì đa số là thương lượng với bà con. Giá từ mười mấy ngàn giờ còn có 2.000 ký. Giờ còn trong vườn rẻ quá, người ta không có bán nữa, người ta bỏ cho chín cho cá đồ ăn thôi chứ bẻ lỗ tiền công. Theo thống kê, chỉ tính riêng ở huyện Phụng Hiệp, trong tổng số 9.477 ha cây ăn trái của huyện thì có khoảng 450 ha sẽ cho thu hoạch ngay trong tháng 6 này, với tổng sản lượng khoảng 1.847 tấn, chủ yếu là mít Thái, mãng cầu xiêm, chanh không hạt, xoài Đài Loan, cam sành và cam xoàn. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hàng hóa nông sản lưu thông khó nên giá bán các loại trái cây theo ghi nhận hiện nay đều đa phần giảm từ 40 đến 50% so với thời điểm cách đây một tháng. Thực hiện kế hoạch gieo xạ lúa vụ hè thu năm 2021, đến nay bà con nông dân thị xã Hoài Nhơn, Bình Định đã gieo xạ được hơn 3.800 ha lúa, đạt 80% kế hoạch. Trong đó, đối với chân 3 vụ đã gieo xạ được 1.060 ha, đạt trên 99% kế hoạch. Đối với chân 2 vụ đã gieo xạ được hơn 2.800 ha, đạt gần 75% kế hoạch. Song song với cây lúa, nông dân thị xã cũng đã xuống giống 635 ha bắp, 439 ha đậu phụng và 350 ha rau, đậu các loại. Theo chia sẻ khán giả Ngọc Vân, số điện thoại 0833 3 số cuối 113, thì hiện nay mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn thị xã đạt khoảng 50% dung tích thiết kế. Nhằm tiết kiệm nguồn nước, đảm bảo đủ nước tưới đến cuối vụ, các địa phương đã tích cực vận động nông dân, chú trọng thực hiện các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm khoa học theo quy trình thâm canh lúa cải tiến SRI. Bên cạnh đó, các địa phương cũng thực hiện rà soát, khoanh vùng những diện tích có nguy cơ thiếu nước tưới để chủ động chuyển đổi sang các loại cây trồng khác với tổng diện tích gần 600 ha. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Vượt qua những thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, song các lực lượng làm nhiệm vụ tại nhiều chốt kiểm soát, chốt chặn các cửa ngõ ra vào ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đang ngày đêm căng mình ứng trực 24/24 giờ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Song song với kiểm soát các cửa ngõ ra vào tại địa phương, việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho tất cả hộ gia đình trên địa bàn có các ca dương tính đang được thực hiện gấp rút. Tất cả các nhiệm vụ đang được các địa phương ở Hà Tĩnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 lây lan. Những ngày qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang phối hợp với các ngành chức năng, công an thị xã tổ chức thành lập chốt chặn kiểm soát phương tiện và người lưu thông qua lại tại các bến phà từ biên giới đến nội địa để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, lực lượng tham gia chốt chặn thực hiện kiểm soát chia thành 3 ca, có nhiệm vụ thực hiện sát khuẩn, kiểm tra việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế đối với những người vào địa bàn.
Ngày 10 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chi đoàn đồn biên phòng Long Sơn phối hợp với đoàn phường Phước Hòa đã tổ chức hoạt động hỗ trợ tiêu thụ vải thiều cho nông dân Bắc Giang bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với khẩu hiệu kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Các đơn vị đã tiến hành thu mua 900 kg vải thiều của nông dân tỉnh Bắc Giang và bán lại cho người dân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ bằng giá vốn 25.000 đồng 1 kg. Sáng 11 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa một đoạn của đường Lê Hồng Phong, thị xã Quảng Trị để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ việc dùng súng bắn chết người xảy ra khuya hôm trước. Công an tỉnh Quảng Trị đã giải phẫu tử thi và bàn giao cho người thân đưa về nhà làm lễ an táng theo phong tục của địa phương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ đã huy động lực lượng truy bắt nghi phạm nổ súng trên. Hiện nghi phạm đã ra trình diện. Để có nước dùng cho sinh hoạt và cả ăn uống khi mùa nắng nóng làm cạn kiệt các giếng nước, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đã ra sông suối lấy nước, dù biết rằng nguồn nước không sạch, trong đó có cả những em còn rất nhỏ, ra sông lấy nước rất nguy hiểm. Để hạn chế những câu chuyện thương tâm có thể xảy đến, đề nghị địa phương nên tuyên truyền cho các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến con em mình. Hiện nay, mỗi khi ra công viên Hồ Vị Xuyên hay lên đê đường Trần Nhân Tông, thành phố Nam Định, vào các buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, không khó để bắt gặp những con chó thả rông chạy giữa dòng người ngược xuôi. Dưới chân người, những con chó Tây, chó ta thả rông không đeo rõ mõm, quẩn quanh chen chúc. Tình trạng này không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi. Làn sóng dịch thứ tư đang lan rộng ở các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Dịch bệnh đang tác động rất lớn đến đời sống của người dân, đặc biệt là đối với nhà vườn sản xuất trái cây. Dịch bùng phát, nhiều tỉnh thành thực hiện việc giãn cách, phong tỏa, khiến nông sản trái cây không thể xuất bán, dẫn đến tình trạng rớt giá mạnh. Thực hiện kế hoạch gieo xạ lúa vụ hè thu năm 2021, đến nay bà con nông dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã gieo xạ được hơn 3.800 ha lúa, đạt 80% kế hoạch. Trong đó, đối với chân 3 vụ đã gieo xạ được 1.060 ha, đạt trên 99% kế hoạch. Đối với chân 2 vụ đã gieo xạ được hơn 2.800 ha, đạt gần 75% kế hoạch. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhanza@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.